rất là nhiều lần là cái việc Thành hạn chế nhận game show và xuất hiện trên các chương trình truyền hình, và những cái show nào mà mình nhận thì chắc chắn là nó có một cái điều gì đặc biệt. Thế thì xem nãy giờ thì mình thấy cái show này nó tuy mới nhưng mà nó cũng không phải mới lắm, cũng giống như là những cái show khác có những gương mặt nổi bật trong từng lĩnh vực từng thách đố này nọ. Cho nên thì chị không biết là cái điểm đặc biệt ở đây mà Thành chọn là cái mối quan hệ với chị Nhung hay là với Madison hay là như thế nào, hay là trong chương trình, đó là cái câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi thứ hai là hồi nãy xem cái phần trích đoạn đó thì chị thấy đúng là nguy hiểm thiệt, thì không biết là muốn hỏi thêm từ phía Thành hoặc là ban tổ chức có thể chia sẻ là trong quá trình ghi hình cho tới bây giờ thì nó có các người chơi có xảy ra những cái vấn đề về bị thương hay là cái này cái kia hay không, và nếu có thì mình xử lý như thế nào, cũng như là mình đã chuẩn bị cái quá trình như thế nào để quay cho nó an toàn. Câu hỏi tiếp theo là Thành trong tất cả các thử thách đó, Thành có từng thử là mình làm cái nào ở trong đó hay chưa, và nếu mà có rồi thì cái nào mà Thành cảm thấy là mình đã làm được ở mức nào, và quan trọng đó là chị biết là Thành cũng đang tập gym, cho nên là hồi nãy thấy Thành ẵm cái bạn đó đó nhẹ như không, mà Thành ra không biết là, mà cái bạn đó cũng hơi nặng nha, mấy bạn đó cơ nhiều hơi nặng, cho nên là không biết là Thành có thể chia sẻ chút xíu về quá trình tập luyện gym của mình, rồi cái sức khỏe của mình giờ ra sao, liệu mình có tự tin để tham gia những cái thử thách như thế này hay không. Cảm ơn chị Kim Thanh ạ. Nói chị nói chứ chị ấy nói đúng là tôi cũng là người có tập gym, không biết từ bao giờ cứ mỗi lần nghe nhắc tới body là tôi lại rùng mình. Nhưng mà ok, thì tôi sẽ trả lời từng câu hỏi của chị Thanh. Cái câu hỏi đầu tiên là vì sao Thành nhận game show này, tại vì quý vị thấy là Thành cũng sẽ rất là hạn chế những cái sự xuất hiện của mình trong thời gian gần đây. Hạn chế ở đây Thành nói là do Thành sẽ chỉ chọn những chương trình, thứ nhất là nó mang được cái ý nghĩa đến cho cộng đồng. Nếu mà tôi tham gia một chương trình mà tôi cảm thấy cái giá trị của chương trình đó nó mang được cái ý nghĩa đến cho cộng đồng thì tôi sẽ rất là thích tham gia. Là bởi vì hơn ai hết tôi cảm thấy rằng là ở đất nước chúng ta, mọi người đang luôn luôn nhìn game show với một cái ánh nhìn nó khá là không thiện cảm. Là bởi vì cứ nhắc tới game show thì mọi người cứ nghĩ nó là những chương trình giải trí vô bổ, thì tôi cũng khá là thấy uổng cho một cái cách nhìn nhận như vậy. Là bởi vì quý vị biết là game show ít nhiều gì nó cũng là những cái loại hình mà nó mang tới sức ảnh hưởng và lan rộng cao. Cho nên chúng ta phải lựa chọn một cái chương trình nào để có cái sự ảnh hưởng đó nhưng mà nó vẫn mang được đến thông điệp và giá trị, thì cái người coi sẽ học được rất là nhiều và cảm nhận được rất là nhiều từ chương trình đó. Chúng ta không thể nói game show chỉ là những chương trình giải trí vô bổ. Sao giải trí mà gọi là vô bổ được ạ? Bản thân chỉ cần nói chữ giải trí thôi là nó đã có lợi rồi. Mình xem mình vui mà. Mình đi làm vì mình mệt muốn chết. Nó làm cho mình enjoy, nó làm cho mình khỏe lại, mình thư giãn ở nhà. Relax thôi, nó đã là hữu ích rồi. Thế sao gọi là vô bổ? Thì tôi hy vọng rằng là khi mình tham gia vào những chương trình mà có chọn lọc á, tôi sẽ cố gắng cái sức của mình để tôi làm sao cho cái chương trình đó nó không có bị nhảm nhí và nó có thông điệp rõ ràng, mặc dù chỉ là chơi thôi nhưng mà sau những cái cuộc chơi đó nó có được những cái thông điệp rõ ràng đến cho mọi người, để nhà người ta coi, người ta thấy mình xem một cái chương trình mình vui và mình hài lòng, mình có được cảm xúc nè, mình có được bài học, mình có được trải nghiệm luôn. Thì cái chương trình này á, đó là cái tiêu chí đầu tiên, đó là khi một cái chương trình mà mang đến giá trị. Còn tiêu chí thứ hai đó là tiêu chí tôi thích. Tôi cũng đã bắt đầu làm nghề năm thứ 16 rồi, gần 20 năm rồi. Thì bây giờ tôi cảm thấy là tôi chỉ nên chọn những gì mà tôi thích. Tại vì khi tôi thích tôi sẽ làm nó tốt nhất. Tôi sẽ không phải mệt mỏi để tôi làm vì tiền hay là tôi làm vì bất cứ một cái lý do nào cả. Tôi enjoy nó. Như tôi đã chia sẻ ngay từ đầu là tôi đến show tôi gặp những đứa em mà tôi yêu thương và tôi cảm thấy là rất là thoải mái khi làm việc. Với Lê Dương Bảo Lâm, với Quốc Khánh, với Khả Như, tôi enjoy cái show vô cùng. Và tôi cũng quý chị Nhung và chị Hoa của Madison, tại vì họ là những người đối đãi với nghệ sĩ rất là tử tế. Và họ cũng là những người sáng tạo nội dung rất là tử tế.
họ cố gắng hết sức, như các bạn thấy một cái trailer thôi mà họ dựng rất là kỹ, từng giây, từng phút, từng cái beat, từng cái nhịp để làm sao cho cái trailer đó nó không có vụng. Thì mình thấy rằng là cái cách người ta làm việc, cái chuyên nghiệp, thì mình cảm thấy cái sức mình bỏ ra nó không có bị tức. Nhiều khi mình quay rất là hay, cái về nhà họ dựng nó nát hết cái show, cái mình coi mình cũng cảm thấy bị tức là mình đã làm nhiều quá nhưng mà cái hiệu quả nó lên không như mình mong muốn. À, cho nên là tôi tham gia cái show này là vì tôi thích, và tôi nghĩ rằng là quý vị xem xong cái show này mình thấy là trong cuộc sống á, nó cho mình nhiều động lực. Khi các bạn cảm thấy mình sắp fail, các bạn nhìn mấy cái người này chơi, các bạn thấy trời hãnh diện và thực vô cùng, là mình nghĩ rằng là có những cái mình không vượt qua. Hôm qua nam em nói một câu cực kỳ hay, cái show này làm cho nam em phải chạy từ dưới hàng khán giả chạy lên nói với cái anh đấu thủ rằng anh ơi, tôi nói với anh là tại tưởng cái nó không làm được. Em mới nói rằng là em đã từng trải qua những cái phút giây tưởng chừng như không vượt qua được trong cuộc đời em, nhưng em vẫn vượt qua được. Thì em muốn ôm anh một cái để cho anh cái động lực để anh làm được cái nhiệm vụ này, để anh vượt qua cái giới hạn của bản thân mà cuối cùng anh đã thành công. Đó là cái giá trị cảm xúc mà chương trình mang đến cho người chơi. Mà nếu mà đã touch được vào người chơi thì tôi nghĩ khán giả ở nhà xem họ cũng cảm nhận được điều đó. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai thì cho đến giờ phút này là không có một cái accident nào xảy ra hết. Tại vì chương trình của chúng tôi làm cái gì nó cũng nằm trong cái khuôn khổ an toàn. Nguy hiểm là do mình cảm giác, mình nhìn. Nhưng mà chúng tôi đã test hết. Đây là những người chuyên môn rất là cao. Phải test hết. Và chúng tôi phải thử trước cho họ làm. Trong cái phạm vi an toàn chúng tôi mới cho thi. Chúng tôi không có làm bừa bãi. Cái thứ hai á, là luôn luôn có bác sĩ và chuyên gia tư vấn về sức khỏe, về độ an toàn. Và cả bảo hiểm cho họ, mua bảo hiểm cho họ khi mà họ tham gia. Đã có chuyện gì là họ sẽ được lo lắng và chăm sóc rất là kỹ cưỡng. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là không có một cái lo lắng gì ở đây. Tại vì mình dựng lên, mình bỏ thêm nhạc thì mình cảm thấy nó ghê. Nhưng mà thật ra tất cả những điều đó là nó nằm trong cái khuôn khổ của họ. Sẽ có lúc họ sẽ fail, chứ không phải ai thành công đâu, sẽ có những người fail. Vâng, và câu hỏi thứ ba là cái câu hỏi về gyming của tôi. Thì thưa quý vị là dạ tôi có tập gym chứ, tôi có chứ. Trong cái game này tôi cũng có tham gia thử thách nhiều cái lắm. Cái nào ạ? Tôi có cảm giác thằng bé nó không thích tôi thì phải. Mời em. Mình thích đó không? Để nào để đứa em mà coi thường tôi gì được, nó nói một câu giống như tôi không làm được gì cho chương trình, tức lắm. Thưa chị Thanh rằng là tôi có tập gym đấy, mặc dù thầy tôi phải nhắc tôi rất nhiều về lịch học, là về dạy tận nhà một tuần tôi tập rất rải rác vì lịch quay khá dày đặc, nhưng tôi vẫn dám thách đấu em. Dạ em xin đính chính là tại sao em lại nói câu đấy. Là bởi vì là vai trò của em là một vai trò hoàn toàn khác so với mọi người. Tức là em ở trên phòng chờ, em sẽ tiếp đón thí sinh, cổ vũ và động viên tinh thần cho thí sinh. Nhưng mà em toàn bị gọi xuống làm chuột bạch. Thưa mọi người à, bây giờ mọi người đoán xem là ai thắng à mọi người à. Một lần nữa nha mọi người nha. Mọi người đoán xem ai là người thắng à? Dạ cho em hỏi một lần cuối là ai tin là bên anh trứng xìn đây sẽ thắng à? Dạ ai tin là Bình An sẽ thắng à? Thái độ gì vậy à? Có thể giơ tay một cách bình thường mà không hú hết được không ạ? Sẵn sàng chưa? Em nghe giải thưởng đấy. Chủ sĩ ra giải thưởng còn gì nữa. Ủa tao đây là chủ sĩ đó. Đang chủ sĩ đấy. Tôi chỉ là một cái cầu nối thôi. Không, anh vừa xung phong làm chủ sĩ ạ. Chúng tôi không làm việc khi không được trả lương ạ. Thôi tôi về vị trí là hai người cứ thách tiếp đi ạ. Dạ cứ thách đi. Nói đùa thôi, thằng bé nó mặc áo nóng lắm. Đi, về nghỉ đi cưng. Phải ở được ạ. Hết mình.
Hồi nãy là hoài nghi, bây giờ tôi khẳng định nó không thích tôi nha. Tôi khẳng định, thưa quý vị, tôi khẳng định. Thôi em về chỗ ạ. Dạ. Nói giận chứ. Dạ. Trời đi. Chứ lỡ lên nói ông làm nhục lắm. Dạ rồi. Anh Thành ơi, anh nghĩ là anh sẽ hết được mấy cái ạ? Đây cũng là trong khuôn khổ chương trình. Vòng 3 là vòng vượt qua giới hạn bản thân. Quý vị đoán xem tôi hít được bao nhiêu cái? 200. Dạo này bạn hay xem hoạt hình phải không ạ? Hay xem cổ tích phải không ạ? Hãy đoán một con số nào mà con người có thể làm được ạ? Bao nhiêu ạ? Một cái ạ. Tôi mời bạn lên hít, bạn hít cũng được đấy ạ. Dạ không, em nghĩ là số hít bằng số tuổi anh nha. Dạ. Nói này thông minh. Em bao nhiêu tuổi? Em 18 ạ. Em 18 phải không ạ? Tôi 34, em sẽ hít 34 cái, tôi hít 18 cái. Mình hít cái tuổi của nhau, đấu thủ của nhau mà, đúng không ạ? Cảm ơn em. Trẻ là phải ưu tiên, tuổi già sức yếu, có vợ, có con. Đúng không? Dạ. Ok. Tôi 18, nó 34 nha. Bây giờ Vân, tôi quay trở lại với vai trò trọng tài ạ. Dạ. Thì anh Thành muốn mình là người thử trước hay là Bình An thử trước? Cùng chung ai buông thua. Ok, dạ. Yeah. Thôi bây giờ ai dừng lại là người đó thua nha. Kính thưa quý vị, vào trò chơi xin được phép bắt đầu. Ok. Tôi là cái người sống như nào thì như vậy thôi. Không cần phải... Tôi đề nghị hai vận động viên chơi chứ không có nói à. Dạ, mình chơi, đúng không ạ? À? Mình thi đấu với nhau mà. 3 2 1 bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37. Tôi thấy Trấn Thành rất là quyết tâm nhưng mà anh bắt có dấu hiệu hơi rung nhẹ. Anh đã bật chế độ rung. Vẫn là Bình An, vẫn là. Hay quá, trời ơi. Cái này cũng hơn 50 nữa mọi người. Xuất sắc. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn mọi người. Dạ hay quá anh ơi. Dạ. Tôi tạo điều kiện cho giới trẻ họ có cơ hội phát triển nhiều hơn. Dạ cảm ơn Trinh Trấn Thành, cảm ơn Bình An, cảm ơn anh Quốc Khánh ạ. Dạ cảm ơn các anh rất nhiều. Anh về ngồi nghỉ đi, anh thấy tội. Cũng được. Ít có người là U40 mà vẫn hết đất được cả. Con bé này. Dạ rồi.